Yamaha Fazio Hybrid là mẫu scooter đang được bán tại các thị trường như Indonesia, Philippines và Thái Lan. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được các đại lý tư nhân nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Yamaha Fazio hướng đến khách hàng trẻ và nhóm khách hàng học sinh sinh viên hay những người đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga nhỏ gọn, tiết kiệm để đi làm hàng ngày. Fazio có thiết kế nhỏ nhắn, kết hợp với những đường nét cổ điển và hiện đại. Kích thước dài rộng cao của xe lần lượt là 1280mm, rộng 685mm và cao 1125mm. Những thông số này có nét tương đồng với mẫu Yamaha Janus chính hãng. Chiều cao yên của xe là 750mm, khá phù hợp với những khách hàng là nữ giới. Thân xe được tạo điểm nhấn với những đường nét thiết kế mềm mại. Hãng xe Nhật sử dụng nhiều hình bầu dục để tạo kiểu cho những bộ phận trên xe như cụm đèn pha, đèn xi nhan, đèn hậu. Thiết kế này khá lạ mắt và toàn bộ đèn đều là dùng bóng LED. Cụm đồng hồ cũng có thiết kế tương tự và sử dụng màn hình điện tử đơn sắc. Nhà sản xuất bố trí hai hốc đồ ở phía trước, có thể chứa một vài vật dụng nhỏ. Cốp chứa đồ dưới yên xe có thể để vừa một mũ bảo hiểm nửa đầu và nhiều vật dụng cá nhân. Dung tích cốp chứa đồ này vào khoảng 18 lít. Bình xăng được bố trí ngay dưới yên xe với dung tích là 5,1 lít. Fazio có trọng lượng xe là 95kg. Yamaha Fazio sử dụng chìa khóa thông minh. Hai lốp xe đều là loại lốp không xăm, đi cùng vành đúc 12 inch. Xe có phanh đĩa trước và phanh tăng trống ở phía sau. Yamaha trang bị cho Fazio động cơ xi lanh đơn dung tích 125 phân khối, công suất 8,3 mã lực tại vòng tua 6.500 vòng trên phút. Mô men xoắn là 10,6 Nm tại 4.500 vòng trên phút. Động cơ này được hỗ trợ bởi động cơ điện khi tăng tốc trong khoảng thời gian 3 giây. Cấu tạo của hệ động cơ này tương tự như chiếc Yamaha Grand Hybrid bán chính hãng tại Việt Nam. Yamaha Fazio được bán tại Việt Nam với mức giá vào khoảng 44 triệu đồng. Như vậy, giá bán của mẫu xe này cao hơn Yamaha Latte và thấp hơn Yamaha Grande. Mức giá này cũng cao hơn vài triệu đồng so với giá đề xuất của Honda E-Blade hay Honda Lead. Hiện tại, Yamaha Fazio bán tại Việt Nam với hai phiên bản là Lux và Neo. Phiên bản Lux 125 có hai lựa chọn màu sắc và Neo có 4 lựa chọn màu sắc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Cường Mô Tô. Đừng quên like, share và đăng ký để xem những video tiếp theo.